Cô ơi, một cành này bao tiền đấy cô? 150. 150 một cành? 2 cành. À, 150 2 cành. Cô mua đây luôn hay đâu? Ừ, đấy. Ừ. Đây có 75.000 cành thôi. Chú ơi, cây mộc là bao tiền chú nhỉ? Cây đây cây mộc đúng không? 50. Có 50 ở đâu đấy anh? Rẻ quá nhở? Lên chục cây mộc. 80. Nhiều nụ. Bán rẻ để về quê hết đấy. Thôi bán mấy hôm nữa, mới có hai mấy đã về quê rồi. Quê xa. Quê xa thì để về quê hết đấy. Lấy cháu về cho một đâu. Không phải mình mà cả nữa, không mà cả phải chỗ. Dạ. Coi như. Nhật chí ngày. 70k. 70k. Bán rẻ để về. Ba trăm một bó á? 50.000 một bó. À, 50.000. Mận hay là đào đây? Đào phai. Như của anh à? Chết cha, đào phải bao tiền đấy? 250. 250 ạ. Đây bảo đắt. Đúng giá mà. Trả đắt đâu. Thế? Vâng, thế đúng rồi. Vâng. Đây là 170. Hồng đắt. Dạ. Màu hồng đắt hơn màu đỏ. Trăm rưỡi cây to này. Trăm rưỡi. Đó. Cái này nó lửa này thôi rồi luôn. Đấy. Là bán 350 thì để bên luôn để đi đây không thôi đây, đi về đây. Đi không buồn đấy. Đi chơi đi về đi. Đi chơi Tết đi. Thì anh bán bao tiền không đấy? Vì mua rồi biết là cây ổn đến nhà rồi. Thế anh bán 450 à? Hay bao tiền đấy? Vâng, bảo 450. Cây nhất chi mai anh như kìa. Những bao tiền cây này? 300. 300 à? Giá giá này là đây lồng đèn. Ít tiền quá để chơi nó. Không ai. Em xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gửi tới quý vị bạn không khí của chợ phiên Tết Hà Nội nha các bạn. Đây đây phiên Tết đây, đây cờ. Rất là đẹp. Đây bán cành đào các bạn. Một cân 300. Hay là cành xinh xinh con ạ. Em bán cành đào nhiều. Tiền đào ba tiền cành này hả cô? Biết. Chú ơi, cành này bao tiền? 120. Cành này. Cành này là 50.000. Cành này. Thế bao nhiêu? Cái cành bé tí thì ông đòi bao nhiêu? Đào bao nhiêu thì lại không nói gì. Ông à? Bao nhiêu? 100.000. Thế thì là 100. Ôi rồi ơi. Hả? Cành đào tí hên đấy là 100.000. Cái cành này là... Tí hên. Ông có to khổng lồ đúng không? Nói như thế. Cành phải to. Ông bà mua to đẹp mà. Bà là đến sân muôn bán rất là sành. Phải ngâm vào nước chứ, à không cắm vào nước thì nó chết mất. Cắm vào nước ấy thì là nó sẽ nhanh nụ này, nhanh to này, nhanh lớn. Nhưng mà phải cắm chứ, nếu không cắm thì cắm vào đâu? Không bà hết nhá, con bà hết bà có một cành đen xì luôn. Xong bà về bà cắm vào nước, thì trước hôm sau đã thấy nhiều nụ nó nhô ra rồi đấy. Em bảo là đen xì đấy, bà mua làm gì? Người ta là muốn chậm nở là người ta cho mấy cục đá vào nước là nó hãm lại. Chó tưởng chậm thì người ta đốt gốc luôn. Không, nếu mà nó nhanh nở thì mình phải cho đá vào.
hiểu chưa? Nó ấm. Thế còn ngày xưa đốt gốc thì để làm gì hả? Đốt gốc nó là rét. À để rét quá. Nếu mà nó rét nó lạnh quá thì nó phải đốt cho nó lên không, nhanh. Không dội nước ấm. Cho nó lớn nhanh. Lở nhanh thời tiết nó lở nhanh thì mình lại cho đá, hiểu chưa? Là đá là hãm lại, còn nóng thì lại để nở nhanh. Bán cho bà ấy. Bán cho bà ấy. Ông không bán cho tôi ngồi tối. Cảm ơn. Ông ngồi tối. Ông cứ đòi bao nhiêu. Thế thì ông đòi tận 120 còn bà trả 50. Thế không cưa đôi ra. 100. Không. Cưa đôi không cưa. Mà ông 100. Ông ơi cho cái xe luôn. Đây là cái tành to của ông ấy 100 thì còn được này. Đấy. Chênh lệch giá quá ấy. Một người lăn chục người 100 là không khớp. Đó, cành đấy 100 thì còn được. Đẹp lắm, đẹp như thế, sáng quá, sáng. Trăm bạc à? Nhưng mà thật ra cành đấy chỉ tầm khoảng 80 thôi. 80 là được, Lị ơi 80 là được. Chứ mấy này nở chít chít rồi. Của ông ấy chưa nở. Này là xong rồi, nó rũ rợi, nó xấu. Ừ, chiếu ông kia ông ấy chưa nở. Cái cành đấy cô đang cầm ấy, lấy lại cái cành đấy. Trả ông tầm 80. Cành bao tiền đấy cô? 120. Cái cành này đẹp, cành này đây đang nhiều nụ này. Không, nó phải có cái nở cái nụ chứ, chứ nếu không toàn nụ hết. Nhưng nó nở nhiều. Đây là lượng nụ nó nhiều hơn hoa. Ngắt mẹ hết hoa cho các bạn. À đúng rồi, người ta ngắt hoa đi đấy. Chẳng ngắt thì cứ kêu một nghiệp. Đây này đầy nụ đây này, đúng không? Bán kém thì cháu lấy cái cành này 120. Thì bà giảm giá cho chị đi. 120 cành đẹp thế này cũng là chẳng lấy được thì thôi. Có mấy chục có em? 50 đấy là vứt ở dưới đất. Đấy. Cứ bảo đây cái đứa nó trăm mấy cành mà lấy. Tỷ đảo. Nhưng mà nếu mà được bao nhiêu thì bà bán? 120 cành là đẹp. Thì được bao nhiêu? 120 đã bảo không được rồi. Thì thôi. Vẫn cứ 120. Nột mụn to này còn vâng. Coi một cành này bao tiền đấy cô? 150. 150 một cành. Hai cành. À 150 hai cành. Cô mua đây luôn hay đâu? Ừ, đấy. Đấy có 75.000 cành thôi. Ừ. Cái ban của nhà cháu cô bé này. Không, cái ban để lên ban chỉ cái này là vừa rồi. Chứ những cái kia nó to quá sao vừa. Nhà cái cành nhỏ nhỏ như thế họ bán hết rồi sao nhỉ? Ừ, hết. Hết. Vâng. Em như là đi chợ mà Lệ Anh. Em đi chợ luôn. Hôm nay có khá khẩm hơn trước không anh? Khá hơn chứ đúng không? Ờ, hôm trước cũng là phiên chợ mà. Hôm trên đấy là cũng là phiên. Thật ra là ở trên đấy là mọi thứ nó rẻ hơn ở đây. Ờ, đây khách người ta nhiều lúc gặp người ta chịu chơi là người ta có độ máu. Thì hôm em mua cây quất ở dưới này 90 nhưng ở trên đấy 50 mà. Tức cái người bán người ta đã bán rẻ hơn đi anh. Mua nào đi thôi. Thì anh bán này cho cô có cành kia 75.000 là rẻ mà. Ờ. Đúng không? Hết rồi, không em mua một cành đấy của anh nữa. Ơ nhà hôm trước lúc em quay lại anh lại đi về anh bán hết rồi, lúc đấy anh đi về. Bởi anh bán 300 thì chả bán hết sạch. Thế hôm nay anh định về sớm mới làm gì mà vù vẫn đã về. Anh về lại đi cắt tiếp mà. À cắt tiện bán tiếp à? Bởi lúc em sau em đi qua là có 3-4 ông nữa đứng đấy tiếp.
ba bốn ông đừng để nữa, nhưng chắc không có giá như anh đâu, chắc cao hơn, mấy ông để lại cao hơn đấy. Mà Nga sao đẩy bán nhá, mà chỉ có 75.000 một cành đấy chơi chị ạ. Nhưng mà đã hết rồi. Ngắm được cành nào chưa? ngắm cành này thôi. Nhưng mà người ta bán ra mất rồi. Chứ không cháu định mua một cành lại. Chú ơi, cây mộc là bao tiền chú nhỉ? Cây đây cây mộc đúng không? Lăng trực. Lăng trực ở đâu đấy anh? Rẻ quá nhở? Lên trực cây mộc. Bưởi diễn hả cô? Bưởi cô vừa mới hái đây. Vâng, con cảm ơn cô nha. À, cô chưa mua cành. 80.000 hả? 80.000 mua rồi gì? Thì cũng được, ở cành ấy nhiều nụ. 60 thôi, 70, 75 căn bản đó. Ông ấy nhất quyết không bán rồi, ông ấy chắc nép lắm. Chắc 80 đây là cần định ông ấy bán. 70, 75 ông không bán. Bảo ông bán hàng ông chắc hơn cục gạch. Ông dài lắm, ghê lắm. Cái này nhiều nụ này cô. Đây nhiều nụ này mà. Bán mở hàng 80. Ôi có 80 cành đấy cũng được, nhiều nụ. Bán rẻ để về quê hết đấy. Thôi bán mấy hôm nữa, mới có hai mấy đã về quê rồi. Quê xa. Quê xa thì để về quê hết đấy. Lấy cháu bé cho một đồng. Không phải mình mà cả nữa, không mà cả phải tổ. Dạ. Coi như nhận chí ngay 70k bán rẻ được không? Nụ nhiều đang nụ kia kìa cô kìa. Mô của cháu sang năm mới cô chú làm ăn lắm lọc lắm ấy. Mô cây nào người đẹp ơi. Tắt đường. Lùi vào một tí vậy. Tắt đường là mê. Được cho bà con chơi. Nhưng mà đây chắc anh tự vườn trồng chứ đúng không? Hay trồng? Đào gia đình bán được rẻ đấy. Thế thế vào đây anh nhìn em... là kiểu nhà trồng ấy. Này có to tướng nó đẹp con lọc nhiều. Mấy chục ngàn một cành thôi. $300 một bó á? 50.000 một bó. À 50.000. Mận hay là đào đây? Đào dai. Chỉ đi chơi. Toàn đào thôi à? Vâng ạ, em chỉ có đào thôi. Hôm trước định mua đào thì lại bán mận, hôm nay định mua mận để bán đây. Đồng giá 50. Đang xem mắt. Mắt nó đang chưa nhú lên. Cái này đào rừng nó chỉ được cái này thôi. Nhưng mà đào rừng nó khỏe cành nó chơi được lâu. Chuối này. Tiền đấy. 250 ạ. 250 cũng bình thường, không đắt. Còn cây này, cây nhỏ nhỏ bao nhiêu? Cái này á? Vâng. Đây là 170. Hồng đắt. Dạ. Màu hồng đắt. Màu hồng đắt hơn màu đỏ. Màu đắt. Những cây đỏ kia hình như mua ở chỗ khác cái chứ đúng không? Kia. À. Trên này này.
lên lên nhà vườn ấy nó khỏe hơn. Mình cứ đúng giá mua thôi, vườn đấy không vườn mình cứ đi biến. Những cành đấy bao nhiêu anh chị? 106 à? Lên đường này trước. Và đúng rồi, cứ bình tĩnh thôi. Già rồi nó phải thế. Từ xưa thanh niên. Ngày xưa thanh niên nó khác. Đúng rồi. Mình cứ bình tĩnh. Chưa đạp máy á quá. Lên hơi chạm. Chết. Nhưng mà chính ông vừa mua cây này là 250 này đúng không? Chính mua 250 rồi lại bảo đắt. Đúng giá mà. Trả đắt đâu. Thế. Vâng, thế đúng rồi. Đúng rồi. Hơn 100 là trung bình, từ 130 đến 180 anh ạ. Vâng. Nhưng thật ra trông có những cây kêu xấu xấu như cây kia thôi, những cây kia nhiều nụ này. Trông có những cái cây kia cảm giác nó xấu như nhiều nụ. Như cái cây này mà để về khắp cũng nháy nên là chết nở. Đúng rồi. Thì trông nếu ấm lên là ngày mai cái kia là ấm không hết. Cành này phát triển cái cành này. Ủa, cái gì à? Dạ áng chừng là khoảng 160. Nhưng chị mua cành đấy rồi gì? Mắc cả chưa? À, chưa. Cành này anh được. Bán hàng nó tầm có nghĩa là rất nhiều người giả rồi nhưng mà không bán đúng không? Vâng. Sao có ai còn không bán mà bán? Ngày bao tiền? Chị hỏi chị. Ngày bao tiền? Thôi này này chắc luôn này. 150. Cành kia nhiều nụ thật. Chết cái này chị vừa mua tiền đấy. 150. Có 150 thôi. 150 à? 150 cây to này. Đây là nhất chi mai đúng không bà? Hay cây gì? Nhất chi mai đấy.
trông kiểu nó lưa thưa này giống cây mộc. Là ông bà già không biết uống thế. À. Cứ thế là để nó râm râm lên. Đây là cái tự mọc lên xung xuê ra chứ. Trăm chắc bán không, bởi trăm rưỡi rẻ quá rồi. Mua về để chơi xong rồi sang năm mình uốn éo lại. Uốn éo vớ vẩn tí, nếu mà lên chỗ Hoa Vạn Phúc mua kiếm là được cân triệu. Cái này uốn lan tí thêm vài trăm. Không ai bán luôn đi này. Rồi cụ về đi, cụ bán cho con thì con về. Không. 35 một cây 150, mỗi năm được 50 thôi được. Mỗi năm một cái góc này nó là mất luôn hết 10 ghê rồi. Cây nào thế gì? Vâng. Lúc bé bé như thế. Bây giờ bê sang bên kia lặng con lấy xe quay ra đây nhá. Chăm đi. Vâng. Chăm phụt á. Chăm ba không bán. À, trăm ba không bán thì tức là 140 đấy bán. Nhưng bà còn có 3 cây sao? Có 3 cây nhưng mà tí nữa mình trả đến. À tí để, rồi bán hết lại trở đến. Không, trả đến mà hai bà già trả đến. Vâng. Sau lúc nãy mà phải thuê xe nó trả đến đây mà không trả được, chốc lại thuê trở về cũng chết. Mà nếu bán được thì ở nhà rộng, lúc nào đánh thì bán như thế. Nhưng 150 một cây thế thì tiền xe hết trừ cây. Hết tiền xe ra lại tiền công, nó lại 3 năm giờ mới được một cây này. Có phải ít đâu. Cái cây này nó cây đang khỏe mà tự nhiên chứ có phải là buôn bán đâu mà để ấy đâu. Cái nào đẹp đây? Cây nào cũng được, không biết cây nào. Cái này của nhà rộng có cả đất đây này. Vâng. Thế chính tỏ bác thì vẫn kiểu như giữ giá cho bà đấy, cháu hỏi bác vẫn bảo 150. 150 ông ơi. Không ông ạ. À. Bây giờ một đằng 130 mà đằng cây nó đẹp hơn 140. Ông 3 năm rồi em mới được có cái. 3 năm rồi con không biết. Không biết. À. Ông không có tiền đó. Có trăm cây này 130 thì coi như cho rồi. Lấy 3 cây về luôn. Lấy 3 cây. Lấy 300. Lấy tất cả. 3 cây 300. Đây. Không bị 3 cây 320. 3 cây này lấy 500. 3 cây 500. 1 cây 150, 3 cây 500. Người mới bảo là thôn phản thuốc vào. Vâng, 1 cây 130, 3 cây 500. Không, bà lại chuẩn bị trở lên bán tiếp mà. Bán hết lại mới trở lên bán tiếp. Thế thì không được rồi. Chứ phải bán xong là vậy đâu. Cho cháu một cây vào đây. Vẫn còn phải đi thôi một cây thương là rét nhở mua cái cảnh đi cảnh đi chơi 2 3 0 6 cảnh đi cảnh nào mà ông chơi tận ông chị đến em đi chơi cùng nhá.
cây chay nó lỡ như này rồi. Lúc có mấy thế là mấy xiên cành đấy đấy bà. Thôi cháu hỏi thôi, đang xem. Cành này bao tiền đấy chú? Nó nói thì đắt lắm nhưng mua thì rẻ. Chú mua được bao nhiêu? Nhưng mà đang xem nụ thấy nó hơi ít ít, chắc được 10 nụ. Đấy, mỗi nụ rồi. Đôi 4, 6. Vẫn ít. Cành kia mình nhiều. Cành đấy thì như nhiều hơn. Em sợ bị cái nụ này nó chết rồi. Không, cả nụ này, cái mắt này lở hết. Mắt này lở hết em ạ. Mắt này là nụ lở hết. Em cũng biết cái này chỉ hết xui thôi. Không biết trước. Cũng có lúc những cái nhỏ đấy nó sẽ nở được, nhưng cũng phải tùy cây. Nó ấm rồi, nếu mà ấm là nó nở hết. Nhưng thật ra để mà đến cái phiên luyện, nhưng ra để đến cây là cái thế nó đẹp này, cái dáng nó đẹp. Đào huyền về không bị nở, không nở thì nhìn dáng nó cũng được. Đào cành mấy ngày ra Tết đông quá. Cành này bao tiền đấy chú? Đây. Bán cho người ta 90.000. 90.000. Cái này bao nhiêu? 700 cây. Cây này mà cây này to hơn nhiều chứ. Cành này có khi còn kém ở cành này. Theo mắt mọi người, cái này vừa mới đây. Đây 8 điểm này. Đấy, xa rất là đẹp. Nhiều. Một đẹp luôn. Không. Anh rất đẹp luôn. Anh mà chú cành này mở ra to lắm, to đến kia. Thằng nào trong vợ vợ nó bò nó bò ấy. Anh nên lấy đúng 100. Đây nhà đây là bò đẹp hơn vợ bò. Anh bò ra bò tỏ ra đẹp. Cặp da bò to luôn. Vậy này. Các bản nó bị nắng, hôm qua nó bị nắng một tí. Đúng rồi, chứ cắm vào nước nó lại tươi tốt ngay. Đem vào đây xem mấy cành, xem có cành nào hay không đấy. Nhưng mà đoạn dưới này lại không có gì. Đẹp như kiểu đoạn dưới lại không có gì. Cái này bao tiền? Vâng. Thôi đoạn dưới thấy nó cứ kiểu gì. Không, đoạn dưới nó không thấy hoa mấy. Cái nào chả thế. Con này lấy con này. Con này cho
Ừ, cái này lại có bên dưới nữa. Đây, đụ, đụ. Đây. Đây để chống lên cho khách nhìn. Đẹp. Cách này chắc chỉ 20-30 nghìn thôi. Chị mua gì ấy, bán gì đấy? Tầm 80-70. Chị bán gì đấy? À, chị bán cành đào dài à? Nếu mà thế bảo 100 thì là 80 là bán, có bảo 80 thì là tại sao thì bán? Nó có lý chứ. Thì là đúng quy trình đấy. Anh quê đâu mà nói tôi là hay nhất Hương Yên thôi. Đây cứ Hương Yên mà quê thôi. Phải tụt đi một tí. Thấy cái tôi mua cho mấy cái cành này. Tôi kể nhớ ấy mua cho vui. Hả? Cành yếu hay cành này hơn? Về chị cũng là cành này, cành ý việc như nhau. Chồng nói một lời. Hà cành này như nhau, đã thấy mua mẹ 160. Vậy không, 150 chứ. 150 hai cành. Đắt 80 bây giờ hai cành 150. Thôi đồ đây này, cái này nó chưa hoa à, nó ấy thôi. Ông mua cái nó. Không, chú nói đúng rồi, cành này nhìn nó lụ trắng hơn này. Cái tóc nó bé nó nhiều hơn mà trông nhìn nó gầy. Cái này nó bà béo. Những cành này, những cái lụ trắng này nó sẽ nở được hết này. Ở đây giả bà đi, đấy ông đi đồng ý rồi đấy. 60 nghìn, ông đi đồng ý. Không, cành này không được đâu, cành này phải 80. Lại 80 nghìn vừa mà trả được 60. Lại đổi ý. Sao mua mẹ cái cây xanh à? Sao mua mẹ cái cây? Sao mua cái cây còn béo rồi bà, cháu cắt thì cắt cơ thể. Béo cùi. Sao mua mẹ mấy cái này hôm trước nó vẫn nụ mà bây giờ đã nở đẹp thế này rồi, hay là cái đợt trước bán hết rồi? Và... à đợt trước đã bán hết sạch rồi. Đó là nó đẹp. Đào này hoa to to. Cành của người ta. Cái này bao tiền em ơi? Cái này 150. Đây đây đây. Về thêm tí dây riếc à, các thứ treo lên. Ít lụng. Ít lụng. Cây kia cũng nhiều hơn. Giá này cây này là đấy, em giá đi được. Anh em phải được. Anh biết tại sao chú thích hoa của mày? Là điều hoa của mày cái cành nó to nó đẹp. Nó thật sự chú thì ngắm hết là mắt chú hơi lác cũng được. Cũng tạm tạm.
cũng được. Nó bảo 450, chỉ trả 300 nếu bán thì đấy. Ờ chứ cũng được. Thì cứ thử xem. Không được. Nhưng mà căn bản là nó lở rất nhiều quá rồi. Đây lúc như này lở nha, cái này vào mùng 1 lở. Đây, không cần nó lở lúc nào được kệ nó, đấy là việc của nó. Làm em ơi, thôi. Nhưng mà đợt hôm trước chị bán hết rồi à? Bán hết rồi. Cho trơn ra cho tới. Vừa bán hết một chuyến lại trở lên. Vừa bán hết một chuyến giờ lại chuyến thứ hai rồi á? Nhà mình đẹp, nói chung là mình mỗi lần mình chở chuyến ít ít cây thôi. Nhưng mà vừa xong là cô ấy cũng thiện chí mua đấy, cô ấy bảo là trả 300 rồi đấy. Xong lúc sau cô ấy trả 350. Không, cô ấy trả ban đầu 250, cô đi cả chợ một vòng rồi. À tức là đầu tiên bà... Tôi đến đây, cô lại đến đây đầu tiên trả 250 rồi. Để giá 250 rồi cô đi một vòng chẳng có ai đẹp như thế, cô lại quay lại để thiện chí rồi cô lại giả đến. Thật là hào, thế cô ấy hỏi em là trả 300 được không kìa, thì cũng không biết được, chị xem cứ. Trả 250 rồi, xong cô đi người ta bốc ầm ầm rồi, vẫn cứ trả mãi, bán mất đâu. Chết kìa, cái cây đang đứng kia phải tầm 1 triệu đúng không? Kìa. Ra. Bán hả anh? Anh bán mấy chục à? Bảy chục à? Cành này bao tiền? Cành này đấy, em bán 80.000 này chị 70.000. 50.000 này. Không có. Không có. Chạy kiểu gì mà cả 10.000 người ta cũng không bán. Nếu mà lo đẹp thì cũng đấy, nhưng mà qua nó tàn nó cũng hết thôi. Hôm qua nó bị mưa, hôm qua nó bị mưa ra. Mộc này, mấy ngày giáp Tết này thì họ lại tập trung mua cành đào nhiều.
Vâng. Là việc vây váy đâu. Chị bán cây. Hoa lan nhỉ. Đi chơi tết đi. Chứ anh bán bao tiền đấy? Vì mua rồi biết là cây lùa đến nhà thôi. Thế anh bán 450 à? Hay bao tiền đấy? Vâng, bảo 450. 6-7 năm rồi được một cây. 350 thì bán được đấy. Cái nhà tàu đâu mà. Cái này chưa xuống bán được bạn. Bán được cách chắc là lần trước mua không biết tính rồi. Là bao tiền? Dạ. Là bao tiền? 420. Cái cây 7 năm tuổi mới được một cây mà nó nụ nó nhiều đấy kia, tất cả nụ nó như nào nó mang như thế. Chứ không phải là điểm cái gì cả. Tiếng nụ. Thế là đi đâu luôn? Về. Về luôn. Thế thì phải đợi một tí để buộc cái gốc nó vào thì mới cầm nữa. Lấy ra cho hay để mày để vào cái bồn cao của nhà, nó bồn cao để xem vâng, không. Lay ra vai khổ quá. À, có cái này mình về đâu này đúng không? Con dễ lắm, đây nhà mình nhìn này. Thôi không biết đấy, làm. Có cái thế này thôi nó tụt ra mà. Nó không tụt đâu, cứ tụt hẳn đi. Nhìn nó ra là dễ nhiều, nó bó vào ấy. Có phải là cây vừa trồng ở đâu? Thế thì đấy, phải tụt ra. Đấy, tụt chưa? Mình mà không biết làm mình toàn giấy kia dao kéo mình cắt. Vẫn nữa hả? Nữa đi, tôi long hẳn ra xong về chỉ việc nhấc lên cái là được đấy. Không long hẳn cho túi bóng luôn đi chị. Ờ đấy, cho nó đóng rồi đấy. Nhìn được rồi. Nhìn chưa? Thế này thôi. Cho vào túi bóng đi để về nhấc vào cái kia. Mày còn ngại gì nữa. Cái trà là bao tiền hả? Cây là 250. Còn cây này là bán 450. Cây này bao nhiêu? Cây này 250. Cây này 250. Long hẳn ra con cho một cái bóng để về để luôn mà không có bán. Thế thì hết là cây mình vừa mới trồng vào. Lại kệ nó. À lại kệ nó. Võ cho chán nó có ra cho đâu. Bảo rồi đến ở trên này này. Nó phải rơi tầm 2 năm rưỡi 3 năm rồi. Đây. Đây, về tưới chấm như thế nào đấy? Đây, nhìn dễ chưa? Ờ, rồi. Đấy, quên đấy. Mọc cho lan cả chậu về là phải vỡ. Không thích, không thèm luôn. Bắt phải gỡ ra. Thì lại nó vỡ về nhà mình gỡ đâu. Ngay đây. Đã vỡ đầu. Không thích từ đã. Cứ ngồi lên xe đi. Dạ. Để cho ông ấy không buộc, ông ấy không đưa nếu mà hỏng được. Không cần buộc. Cái này bầu nó chắc, nó thoải mái mà. Về để vào cái bầu kia nó bé thì không biết có được không nhỉ? Được. Nó cao như này này, nó bằng cái nhỏ hơn. Dạ. 200 đi. Nhanh chóng đi. Không bán được. Chị hàng này không bán cái giá được. Để tắm. Cứ buộc nó con mà đã. Bán thì lấy. Nhanh chóng đi. Chỉ cuốn 20.000 thôi. Cái này cũng thế mà. Có chung nhiều thế đâu mà. Vì dỡ ra thì biết cái bầu nó như kinh khủng này. Lên xe. Lên xe ngồi đi.
lên xe đi được khổ quá đi mất. Chở Tết về nhà vẫn còn sợ, cứ đi dắt bộ đến bao về nhà, việc thì nhà thì nhiều, cứ đi tung tăng mua rồi biết giá và biết cách bán rồi vẫn cứ chỏi đấy nhìn cái bầu ấy. Hơn 10 năm đấy. Em vào nó rồi em. Đấy, để giữ cái cây này chưa? Ờ, cây thì đẹp rồi. Bán cái cây đấy thì 2 triệu, còn đẹp hơn. Cái này hôm kia, hôm qua nhỉ? Hôm qua nó có bán 2 triệu. Hôm qua hả? Đúng cây này luôn. Để cho 200 đi. Này ôi trời, chợ sớm chợ thì bán đi. Ông ấy máu, ông ấy máu mua quá đây. Thôi bỏ rồi, chỉ xuống gần đi thôi. Cho lá đổ. Này cây trà này nở rồi này, cây tròn coi này. Bao được cây này đây em ơi. Anh ý đi đâu chờ tí để em bảo. Anh Giai ơi. Người ta hỏi cây bao tiền kìa anh. Người ta mua cây hỏi cây này. Cái nào? Cây này à? Cái nào? À, cái thằng này 160 này, cái thằng này 120 này. À. Đúng. Dạ. 160, 120. À, cái bỏng ấy là nó đeo túi, một túi là 60 có 2 cây. Đấy, nhìn đấy, đấy. Tùy đổ ra biết là trồng như nào rồi còn gì nữa. Cỏ còn chán một vật, hoa nào mình mang đi như thế. Vào thấy cấy rồng tại sao về nó hay chết? Tại vì về cái tưới của nó ăn cho lắm vào thì nó cũng chết. Không. Riêng cái món này nhá, món nòi so với hồng. Hồng mà một tháng tưới hai lần thì thằng này hai tháng tưới một lần. Nó không tưới nhiều đâu, nhưng với điều kiện là phải tưới cái đỗ tương nghiền cơ. Chứ không phải thế là mẹ tưới đỗ tương nghiền ở nhà thì thối mẹ ui lên thì từ đã để nói hết ha. Cái đỗ tương nghiền thì mình phải ủ mấy cả cái à quyệt ngâm cùng cái kích rễ, nó sẽ làm giảm rất nhiều cái mùi gọi là bịt mũi vẫn ngửi thấy ấy. Lặng một kinh khủng. Nhưng mà cây này nó không ưa nước đúng không? Cây này thực ra nó bình thường thôi, không được tới nhiều. Bởi nhưng nó còn chịu nước khỏe hơn thằng hồng chưa? Bởi thực ra nhà em có cái cây em cứ vứt chồng chơ ở cổng, chẳng có chết vào đấy. Và nhiều người cứ bảo chết. Với cái giá mà gọi chưa được 250 mà không lấy mới là lạ. Nào cũng có lấy, cũng đi ra lấy xe này ôm về. 220 gì? Dạ. 220 thì bảo là chưa đến 250 chứ có bảo 250 đâu. 220. Vâng 220. Thế bán cái không? Nhưng mà xe thì xa thế. Không phải là ngoài đi chút gì đâu. Chè sao về hôm nay à? Về hôm nay được về. Về hôm nay về kia nhỡ nó bắt thì chết. Cái gì bắt? Buổi. Không mang. Ngày Tết. Không mang cái gì. Này đi lên đường. Cô lộ ra đường cô lộ. Đây quá thì ăn từ buổi đâu. Không chơi được. Mấy triệu đấy ngon lắm. Nhưng mà uống rượu không có mấy triệu. Không uống rượu nhưng không uống bảo hiểm. Không uống bảo hiểm 500. Qua đấy thì bảo là tôi ấy thì nhà đi chợ đang có việc bận. Đi nợ để qua qua Tết được giả. Chả mua chip rồi mua lại cho nó thật. Chả mua chip về bỏ mạng đéo lắm. Cái gì đấy hả? Ừ. Tiêu gì hả? Cái gì đấy? Thôi, đành rằng là trầm nhưng cháu sợ nó vẫn cao học ấy. Về nó vẫn nhức đầu, nó không như trầm tự nhiên được. Cứ bảo nó một trầm tự nhiên nó đắt lắm. Có cái là về mình thắp thì gọi là nó mới tâm đến thắp vừa thôi. Tôi cứ để đến nhà cho quay. Cái này nó không được thắp phòng kín đâu nhá. Tiền rồi. Cái này phải thắp phòng thoáng một tí. Thôi mang vào trong kia người ta lại hỏi chứ nhức đầu lắm. Đúng rồi, kết hậu đi. Không chấp người tâm. Cái kết hậu sao? Kết hậu sao tớ mà mang. Mấy cây hồng đây bà? 100 đấy. 100 một cây hồng à? Đâu? Ở dưới là trả lại lắm chục đi. Cái đó chắc cái đó. Yeah.
của chú lại gấp 3 lần cũng có. 200. Thế mình mua 220 cây đấy thì to gần gấp đôi cây này. Thế là bình hời. Nhưng tùy đấy, chứ nếu mà có 150 người ta lại không bán, lại đèo quá. 200 này, chọn cây của mình. Thì mình sẽ chọn cây của mình tốt hơn được. Nhìn luôn, đang tầm đỏ. Đi mất rồi. Chợ phiên Tết đông đúc quá mọi người ạ. Rồi. Như đi hội.
chẳng qua gió thế này. Anh ai chim cây mai này em gái. Cây đấy bao tiền này anh? Thế này. Mai thế nhất chim mai bao tiền đấy? Nhất chim mai này 300 nghìn. Cây nhất chim mai anh nghe chưa? Những bao tiền cây này? 300. 300 à? Giá này là 300 à? Rồi, thì còn cây kia cây gì như là? Cây đồng đèn, cây hoa đồng đèn. Cây này có trên đời à? À có trên đời. Cây hoa đồng đèn. Ơ à, em mới thấy lần đầu ấy. À, thấy nó nạ mà. Đấy, những người chơi nó độc nạ. Những bao tiền cây đấy đấy. Cây này 200. 200 à? Rồi. Rồi anh. Rồi. Cây này bao nhiêu đây chú ơi? Cây này 300. Để bàn rất đẹp, nó mới đúng là mai thế. Nó giữa hoa nó cần thế. Để bàn chơi cây này nó mới là xinh mà đẹp. Chị em đi mua để bàn cây này. Cây mai mà nó là hàng của nó thì nó phải 200-300 để cây lồng đèn. Chứ cần ít tiền quá để chơi nó không hay. Đào. Bao tiền cây hoa hồng đây chị gái? 250. Thế cây này đẹp nhưng mà nó lại bị làm sao? Ủi cả sơ dừa ấy, bùn sơ dừa. Không đi lên được. Không lên được đâu. Đang buộc vào. Hai cháu mà chưa được buộc cái bóng à? Tiếp.
tiền cây ly này cô? 50 một cây. Thế thế ta có đứng cả giữ này à? Mấy hả anh trai? 170. 170 à?